Đó, mình sẽ mở cái đèn cho các bạn coi nè. Lên đèn coi các bạn. Đó, mình xi nhan bên trái nè. Thấy không, mấy bạn thấy xi nhan bên trái không? Đó, tích hợp xi nhan mà. Bên phải nè, thấy không? Đúng không? Có xi nhan đúng không? Đèn mới mà, chưa đi đâu đứt được. Thấy không? Đó, bây giờ mình bóp thắng nè. Có đèn không? Có đèn đúng không? Đúng không? Có không? Không có à? Giờ lại thắng chân. Rồi, xong luôn. Sau đây các bạn, cái cùm RCS của nó là hồi trước mình bán cho nó là không có cái tóp tay. Rồi gặp thì mới gác chân, mình bán cho nó là không có cái tóp chân luôn. Nên là cuộc đời này nó chó đẻ ở chỗ là nó không có hai cái tóp chân tay, nên là nó không có đèn thắng mấy bạn. Giờ mình chỉ có nổ máy thôi. Mà nổ máy cũng đâu có được. Tại vì hiện tại là cái đèn nó sáng vậy rồi. Nó phải có cái tóp tay, tóp chân thì nó mới sáng được các bạn. Ây à. Hôm nay mình sẽ phẫu thuật con Biker chắp giá. Con này con mắc cú. Mình mới lên cho nó cái cặp mâm BM. Mà mâm này là mâm dây chai của BMW người ta xả ra. Anh đi và anh bùa lại, anh dán vào cái logo Marchesini. Còn cái anh đeo mắt kiến mà đi chiếc CBR1000 ông đó, anh chơi mâm riêu á. Còn mâm này mâm phay. Tháo anh xe cá mập 2017. Thì cái này mình đã sơn lại cái màu đen bóng rồi. Sơn đèn bóng thì sơn cái tem của Marchesini. Còn về chất lượng thì khi nào mâm zin chóc thì mâm mình nó mới chóc ha. Với lại lên cái đuôi tích hợp xi nhan cho R1 mắc cú. Giờ mình bấm lại cái dây dầu cho nó gọn lại. Mới đầu là mình làm cho nó dài quá, giờ bấm lại cho nó gọn. Đồng nghĩa với lại là mình sẽ đổi luôn cái thế dây, cái thế đầu ơ. Thì cái đầu của mình là xài đầu ơ Thái anh em. Còn cái xe CBR1000 mà hồi bữa mình bấm á là cũng bạn của con này luôn, là nó xài đầu ơ xịn. Thì nó cũng không có mẹ gì, nó cũng giống nhau hết à. Về chất lượng cũng giống nhau hết. Bản thân chiếc R6 mình cũng xài đầu ơ Thái, mình đi 3 năm mà cũng chưa thấy xì dầu, cũng chưa thấy có vấn đề xảy ra hết. Chẳng qua dân có tiền người ta hay sợ chết. Bạn hiểu không? Cái nào mình đã trải nghiệm rồi, mình đã review rồi thì mình nói nó được là nó sẽ được, thấy không? Nhưng mà mình cũng không biết được. Người giàu người ta xịt tiền nó khác lại người nghèo lắm. Mấy bạn hiểu không? Ok các bạn. Người giáo xài tiền kỳ lắm cha. Mà nói chung mấy bạn có tiền, mình không có tiền nên là đẳng cấp nó khác lắm. Giờ trước tiên là mình sẽ kiếm hai cái đầu ơ góc nghiêng khoảng tầm 45 độ. Chứ hồi trước mà đi là góc 90 độ là cái đầu nó sẽ bị chúi xuống, nên là bắt buộc mình phải đi cái thế dây nó dài hơn. Bấm màu đen hay màu xanh đẹp á? Tùy theo em, nếu mà như cái dây em màu đỏ mà cái xe em tông đỏ đen nữa thì bấm màu đen thì cũng được. Cho cái đầu ở trên đây nó màu đỏ cho nó trùng với lại cái chữ Rambo thôi. Anh Huy của tụi em nói là kênh anh Huy là nhiều thanh niên coi nên là không có mấy clip bốc đầu đồ này nè. Cái này có chơi vô luôn. Chán anh Huy tôi ghê á. Mà ai biết con Huy nào đúng không? Đúng rồi. Ừ. Anh Huy number one. Máy anh Huy. Quá này lên phụ cái đóng quái luôn. Ghê thiệt. Nâng âm xa dần. Rồi nâng âm xa dần. Kìa. Nâng âm xa dần đi về đây những tiếng cười. Ngắn sao phen? Ngắn vậy hả? Ngắn quá là bút xoa là gà chết đó. Cắt khứa một cái là thiếu dây một. Thiếu dây một cái là không có sửa được đâu nha. Dây chết nó dài cái xíu. Được chưa? Quy tính nha. Ok. Không phải chuyện đơn giản đâu. Chuyện này chuyện trăm năm á. Quy tính nhà mày tèo đó. Mình chơi cây nhà lá vườn anh em. Mình ở nhà mình không có máy bấm thị lực. Bấm cộng dây lời có mấy chục ngàn mà mua cái máy bấm thị lực 120 triệu. Biết chừng nào mới gửi vốn mấy má. Nói anh em buồn chịu chứ. Mình đem ra ngoài bấm không à? Mấy anh em nào muốn bấm đầu ơ gì, muốn bấm đầu heo gì đó, mình đem ra ngoài bấm không? Tiền nó bấm đầu xịn.
cuộc sống này lu bu lắm. Làm đó làm nó không có lời rồi. Bấm nhà anh. Trời, cái bấm nhà mà mình xài cái đầu này mấy bạn, cái đầu này nó mắc hơn cái đầu heo có gấp đôi à, có 200 mấy à. Nhưng mà mấy bạn được cái là nó đẹp hơn cái đầu inox. Hợp lý không? Hợp lý không? Hợp lý vỗ tay coi. Để lát nữa mình ra mình lao cái xe, mình review lại cho các bạn coi nó lên thêm cái option thứ hai đó là cái gì. Nó lên cũng sơ sơ sương sương mà cũng tốn nhiều tiền của ba má lắm. Thường thường mà mấy cái shop lớn ở ngoài là người ta làm gì các bạn biết không? Thợ người ta làm là chủ xe người ta chạy đi mua nước đâu các bạn. Máy này lỗ tay cây à, ý là kiểu như là kiểu như là nó học rồi bít riết nó quen á, nó chơi theo phong cách Mỹ. Lần sau mua bò hút nhớ xin cái tẩy đá. Tao uống nó rác cái họng tao, làm viện nó không có hiệu quả. Mày chạy mày xì dầu gán chịu. Mình làm cái nhà lá dừa mấy bạn, đồ nghề nó hơi thô sơ tí xíu nhưng mà chạy là chuẩn nha. Chứ mình không có giống như mấy idol mà làm đồ nghề mà tàn là quyến thùng đồ nghề 100 mấy 1 triệu mà chạy mà xúc sên nha. Nói chơi vậy thôi chứ có ai đâu cha. Nói cho chị nói với trời nắng quá làm gì đâu. Mấy idol chỉ tao là lấy ni lông trộn vô đây. Quên, lên clip mấy bạn, lên clip. Chứ bình thường mình không có lấy ni lông. Mình siết là vô là hơi bị đỉnh luôn, không bao giờ bị chạy cái đầu luôn. Nhưng mà không sao, mình lên clip mình phải làm cho nó đúng quy trình. Thôi mấy đầu chửi đừng bồ mình nha, tính mình xưa giờ nó hay nói thẳng. Quên nữa, mình phải kẹp cao su vô. quên à, lâu lâu phải nhờ mấy anh đệ nhắc tuồng nữa. Chết tôi, làm mấy ngành YouTube này cực quá anh em. Ý là thấy em mà muốn vậy phải không? Muốn bẻ vô gì? Được rồi, cho nó bẻ vậy. Bẻ thì nó vậy. Dạ. Ý là em muốn cho nó vậy được chưa? Dạ được, gì cũng được. Phải được thôi chứ giờ sao cũng được nữa. Không dây rồi. Phải được em ơi. Đuổi. Giờ tao sẽ tính bằng anh Việt Donan. Lấy gió với heo dầu hay heo dầu bình dầu là đem bồ đàng hoàng bạn 1 triệu. Cái này có lên liếu không? Có chứ, được không? Được. Có bill đàng hoàng bấm bill, miễn sao bấm bill thôi. Tùng mà mấy ngóc đã rồi. Ừ rồi thôi cho đi. Thì anh em nên lưu ý là riêng về tất cả các dòng xe phân khối lớn heo xài phuộc upside down, con ốc 10 ly của mình ngắn nhất là phải là 6.5 phân, là có nghĩa là 650 ly, đúng không anh Quân? Em nói vậy đúng không? Hay là 65 ly ta? 65 ly anh Quân? 65 ly, 6 cm rưỡi, có nghĩa là 65 ly anh. À, là đối với những dòng xe mà dạng như dĩa 320 ha, 320 là mấy bạn xài ốc tệ nhất là 6 phân rưỡi. 6 phân rưỡi mấy bạn chỉ ăn được đâu đó khoảng tầm là cỡ 8 răng thôi. 8 răng là nói chung là nó cũng đủ lực ghê gớm lắm rồi mấy bạn. 8 răng là cũng đâu đó cũng khoảng tầm là gần 1 phân rồi. Là lực nó cũng là chịu được cái sức nặng khoảng 1.800 newton. Ok. Còn mà những cái con ốc mà ở ngoài thông dụng mà ở ngoài chợ người ta bán á, không phải là hàng handmade á. Hàng handmade là hàng sao? Hàng handmade là một trong những cái hàng mà gọi là mình đặt riêng ha. Con này là 6.5. Còn những cái con ở ngoài thông dụng là nó bán là chỉ có 6 chấm thôi. 10 ly 6 phân là dài nhất. Nên là mình bắt vô phân khối lớn á, mình ăn được có 2 răng thôi ha. Nếu mà ăn được 2 tới 3 răng á, nếu mà hên á,
con heo nó xúc ra thì lâu lâu thì mình bị ăn chầu, còn xui á là mình không còn ăn được cái gì nữa luôn ha, ăn gà thả thân. Nên là cái này là mình đặt riêng, mình đặt trước khoảng tầm 4-5 bộ đi, chắc lâu lắm mới có người lên heo, do sớm mình cũng bán không ế. Sớm mình cũng bán không ế. Má nè, đã bán ế mà còn bán thiếu, bán chả góp nữa, thiếu mà còn chả góp nó thấy mẹ em rồi ha. Con này là 6,5 phân, còn giá thì bên em cứ inbox cho mình. Cái này mình đặt hàng handmade nên nó cũng rẻ à, bảo đảm sẽ rẻ ngang ngửa bằng mấy shop lớn. Cho mình uống nước cái. Mình không thích hợp với mảng nghệ thuật anh em ạ. Mình diễn không đạt lắm. Cái nổ mà nó xiết đồ ở trong máy rim mà nó. 302 dành cho những xe nhỏ mà gắn innerfi, thấy không? Mình xài vào tháng 302 giống như là những thế hệ mà xài heo zin, quay rim rồi dọn lại nguyên con á, dụ xài đầu hàng phi á thì mình xài vào tháng 302, mà thật sự anh em 302 thì nó xài nó cũng ok, nó không có vấn đề gì đâu. Mấy anh em đừng có sợ mấy vấn đề đó. Cái mà hơi mà gọi là trung cấp tí xíu á, mình sẽ xài vào tháng Liqui Moly Dot 4.0. À, cái này thì mình có thu phí nhẹ. Nào. Còn một cái gọi là supermarket là siêu thị á, là mình sẽ xài dầu thắng Rambo 5.1. Cái này mình thu phí hơi nặng. Do cái bình dầu thắng nó tới 800-900 ngàn một bình. Mà một cái xe mà hai con heo 4 bít là mấy em lấy gió là nó hơi bị căng ha. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, xe nào mà không ABS á thì còn dễ thương, còn xe nào mà có ABS á lấy gió mệt chó đẻ luôn ha. Thì theo yêu cầu của chủ xe thì tiền bạc đó em không là vấn đề, cứ ghi sổ cho em là được rồi. Ok em trai. Nó hỏi mình là bấm dây dầu là có phải cần lấy gió không anh. Nó hỏi một câu mà giống như mấy con mà hồi xưa mình hay chăng á. Nhưng mà thôi, nói vậy nhiều khi nó bít lòng, hiểu không? Quay! Thứ tao đến. Thứ tao đến. Chưa? Từ từ em trai, từ từ để anh coi. 15 mấy tới ngày ấy mà em lâu lăn tăn vậy. Ok em trai, để xíu anh đừng có lu bu coi. Anh đang lưu buông à? Không có tay. Khúc này mà lấy đi lông nó mới cực nè. Không nghĩ thiệt luôn à. Nó nuôi gà rồi. Còn một chung đen thôi. Ủa xong mỗi lần gắn cái này là nó hút nhẹ ra. Căn nữa là phải có xa mới được. bóp lại coi. Tiền đó, tiền đó không? Đó. Nãy giờ hai bình là 50 ngàn. Đã thiếu rồi còn đòi hỏi nhiều quá em. Rồi xé thì nhiêu đó thôi em. Cột xa đi thì nó mạnh hơn.
Chứ lại dạo này mình lấy gió có kinh nghiệm hả bạn? Hai camera. Đúng rồi. Xẹt cái đỡ tốn ghê. Ảnh chơi hiếu nhưng mà ảnh chơi là chơi nắp xịn nha. Nắp xịn nó có mã số này nè. Trong cái bao cao su lộn cái cái ở trong đây lọc ra nó cũng có cái mã số nữa. Mình đã để xa xa cho có cự ly nhất định để quay. Xe này thì nó đường cái ống nó hơi sida nè. Nhờ bây giờ mình thay cái ống phải không là sát phát sinh thêm tiền nữa. Nhiều khi nó thiếu mà tùm lum lắm. Mấy bạn sẽ hỏi mình là sao anh cứ tạt nước chi xe nó dơ vậy, chẳng thà dơ còn hơn dặm xe mấy bạn. Chạy nó đi, tại vì cái dầu thắng mà mấy bạn mà để lâu quá mà dính trên sơn mình á là nó dễ đi bụi lắm mấy bạn ha. Bây giờ mình sẽ thay bốn con ốc cho thằng cúc đột. Giờ công đoạn kế tiếp là mình sẽ lên cho biker lượm mót là cái bộ nắp nhớt QLED mấy bạn. Bộ nhớt QLED này thì nó bao gồm là mày sẽ có một cái đế và một cái nắp mấy bạn. Đây. Đây một cái đế và một cái nắp. Cái này là để làm cái gì mấy bạn? Cái này là cái cây lục giác để bắt nó mấy bạn. Không? Nhìn giống như chìa khóa không? Nó có logo QLED rồi mấy bạn. Còn cái này nó sẽ cho mình bốn cái đế dòng này là để phân ra màu xanh đỏ tím vàng gì tại đây học me đó, không biết nó có xài cái gì không, để lát nữa mình ngâm cứu cái này mình xài sao nha. Nhét luôn hả? Nhét đầu không? Ok các bạn, để mình để mấy hộp này xuống đi, lên cái xe nhìn nó dơ quá các bạn. Giờ mình sẽ lấy cái cây kìm mỏ dịch mấy bạn, mình sẽ kiếm một cái bao ni lông mình để lên trên cái đầu các bạn. Nhưng mà cái đó là trên YouTube thiệt thôi. Này nó dặn cho nhanh. Thì do là cái nắp này nó bị hư rồi các bạn, nó bể rồi nè, thấy không các bạn? Các bạn thấy mình nó chỉ vô Facebook rồi các bạn. Giờ mình sẽ dặn này vô các bạn ơi. Mấy bạn nào mà muốn mua đồ Gillette thôi, các bạn cứ vô cái trang web này các bạn. gillettetooling.com.vn mấy bạn. .com hay không có VN đâu, VN là Việt Nam mấy bạn. Đó. Vô người xe hợp nhất luôn các bạn. Đó. Các bạn sẽ dặn vô, các bạn sẽ dùng cái tool này nè, thấy không? Đó, các bạn dặn rồi, như đó thôi, cái này nó không văng được đâu. Rồi xong rồi mấy bạn sẽ mua một cọng dây chuyền bạch kim á, xỏ cái lỗ ở đây đeo luôn, thấy không? Mỗi lần thay nhớt cái đưa cho người ta mở ra, đưa cần cổ xuống nè, dặn cái là xong, thấy không? Khỏi sợ mất. Giờ nếu mà xe này đang đi tông đỏ đen thì mình sẽ chơi cái khung màu đỏ các bạn. Sẽ cho mình bốn cái khâu, một cái màu xanh, một cái màu đỏ, một cái màu bạc và một cái màu vàng. Chết bà, rớt cái màu đỏ là mình lựa cái màu đỏ rồi các bạn. Ý trời các bạn ơi. Giờ chọn sao anh Quân? Đè vô hả? Chắc vậy. Ừ, nó đè vô hả các bạn? Từ từ để hỏi chủ xe coi. Đúng không? Từ từ các bạn, mình ngâm cứu rồi. Có xoay không? Không có xoay luôn em ơi. Hình như chọt vô thôi các bạn. Vô không? Biết không? Chọt vô để nó chịu cái này lại nè bạn. Để mốt mình chọt vô hoài cái này nó không nở ra. Nãy vừa khớp luôn á. Để đón vậy thôi á. Nó chỉ là như vậy thôi. Chắc cú luôn các bạn. Phải đầu tư luôn. Mình đầu tư luôn cái chai keo khóa ren các bạn. Nè, như cái con này bình thường thông dụng ở ngoài là 10 ly là 5 phân rưỡi hoặc là 6 phân nó như vậy nè. Còn cái 6 ly 6 phân rưỡi mình đó, nó dài hơn cái xíu. Thấy không? Vô gì? Cầm ngang cho dễ. Nó dài hơn cái gân nó cỡ này nè. Nó hơn được cỡ 5-6 răng á thì bắt nó vô nó chắc cú hơn. Thì do nhiều khi lên cái dĩa cái size nó lớn á, lên mà ví dụ bình thường xe mình đi dĩa 310 hoặc là 301 á thì nó đỡ, chứ còn mà lên dĩa size lớn quá cần là phải cái răng nó dài, nó chịu lực tốt hơn, ít nhất phải dài hơn khoảng 4-5 răng.
Nói chung là mình phải ăn ít nhất, lên cái xe mình ăn ít nhất cũng phải là 6 răng trở lên, bắt đầu là nó mới lực nó mới cứng được các bạn. Rồi mấy cái con ốc mà khóa ren á, mình chích ít ít thôi. Có nhiều ba nhiều má chích gì đâu mà giống như là của không vốn, chích mà cho chết luôn hay gì á. Trời ơi, nãy em không đo hả? Nhỏ hơn đằng sai em trai. Đúng rồi. Ok em trai. Tốt lắm. Những thằng mà nó hay nhiệt tình với mình là những thằng đó là những thằng thiếu. Rồi bạn, mình lấy gió không hả bạn? Mình bóp nè, thẳng nè, kéo không chạy các bạn. Nè, không xì dầu các bạn. Rồi nó bị cạ mẹ rồi các bạn. Để mình bend lên cao xíu, nó cạ cái vỏ rồi. Kỳ quá các bạn. Giống như Rossi các bạn. Đó. Lỗi bạn. Đó. Thì cái con này, cái option, cái tiếp mà nó đã làm cho mình đó là cái gì các bạn? Bấm lại cái đầu ơ thái màu đen, nhìn cho nó đỡ nổi đi. À, với lại làm ngắn lại hai cái cọng móc râu CB. À, cái dĩa Rambo thì bữa mình lên rồi, chắc mình không nói lại. Nhưng mà cái chưa hả? Trời ơi. Cái mâm cái dĩa hồi bữa mình chưa nói bạn. Không, hồi bữa mình lên rồi mình quên đi với bạn, nhiều khi sợ nó nhiều quá, thấy không? Một con xe Sida sữa hộp gà mua thiếu mà chơi đồ góp không mà mình review nhiều quá, đâm ra người ta cũng không có thích. Xe này mình chưa có rửa. Hồi nãy mình có cái offer với ảnh là rửa mà bột tuyết là khoảng 35.000, thấy không? Còn lau lau là 15.000, ảnh nói thôi để về em tự rửa. Ok. À, bởi vậy đời ai cũng điếm nhà ảnh thì đời nào mà có mấy hàng thợ như mình nữa. Ok anh ruột. Thì cái này bấm lại hai đầu dây dầu thì mình vẫn xài lại cái đầu dây, mình vẫn xài lại cái dây zin. Mình cắt bỏ thôi. Nếu mà cu em nó vẫn để cái đầu đó thì mình sẽ không có đi móc câu thẳng lên được, mà phải móc ngang ra đưa lên ha. Thì hồi xưa là mình đi cái đầu 90 độ, bây giờ mình đi cái đầu lơi nhẹ là màu đen full option. À, đưa thẳng lên trên đây. Thì mai mốt để cô em nó có tiền, nó sẽ bấm hai cái đầu chữ L ở trên cái ngã ba heo á, ở trên đây nè, thì sẽ đưa dài ra giống này nè, thì nhìn nó sẽ bét hơn, nhưng mà phải tốn thêm 1.1 triệu nữa, chứ ở đâu có rảnh đâu mà cái đầu đó phải có máy bấm mới được mấy bạn. Cái đầu ơ thì mấy bạn có tính cho mình là một đầu thái là khoảng tầm 350 một đầu, thấy không? Công cán vô gió này nọ thì nó cũng rẻ chứ không có mắc lắm, thấy không? Rồi với lại cặp dĩa Rambo cho BMW, thì cặp dĩa Rambo cho BMW mâm 7 cây thì đâu đó nó khoảng tầm là 18.5 triệu. Cái này hồi bữa là mua hàng Super Line New mấy bạn, mà nó này nó đi cả tháng trời nên là nhìn nó hơi bị tả. Tải vậy thôi chứ mình lao ra nè, nó sáng chới luôn á. Chẳng qua nó dơ á. Để xưởng mình 10 ngày là bắt đầu là nó giống như là từ xe thùng mà thành là xe dây chai liền à. Còn mâm á thì cái này là mâm tháo xe của BMW 2017. Thì cái này là mâm tháo xe nha. Nhìn nó là mâm ma chết nhưng mà của trên xe BMW Jean, chứ không phải là mâm gọi là mâm nhái, mâm Sida gì đâu. Hồi nãy lúc đầu clip mình nói chơi á, hồi nãy em nó có trả tiền nhẹ ăn miếng rồi. Thì cái mâm này là zin của nó là màu đen mờ, nó có chữ HB4 ở trên mấy cái cây á. Thì mình đã sơn lại màu đen bóng với lại sơn mấy cái chữ nhẹ nhẹ như Marchesini rồi nọ nè. Ha. Có logo nữa nè, được không? Đó. Là dạng vậy thôi. Thì một cặp mâm nó khoảng tầm là 1.5 triệu, nếu mà sơn logo này nọ luôn khoảng tầm 1.8 triệu. Ừ. Có thể mấy bạn kêu mắc nhưng mà thật sự sơn mâm á mà có mấy logo có chữ in đó, nó dán nó che chắn nó cực lắm. Chẳng là mình lấy một cặp mâm 1.2 triệu mình sơn khỏi gần logo chữ nghĩa gì nó lẹ hơn. Nếu mà không có logo 3 tiếng đồng hồ mình có thể làm được 3 cặp mâm, chứ có logo là một ngày trời 8 tiếng đồng hồ mình làm được có 2 cặp mâm mà. À, nó cực chứ không phải gì. Rồi cái kế tiếp mình lên cho nó là cái đèn tích hợp xi nhan mấy bạn. Đây. Này nó hơi cát mấy bạn chịu khó nhìn kỹ nha. Đó, mình sẽ mở cái đèn cho các bạn coi nè. Cái đèn này hồi bữa mình mua nhiêu qua mất tiêu rồi, lâu quá rồi. Lên đèn coi các bạn. Đó. Mình xi nhan bên trái nè. Thấy không mấy bạn, thấy xi nhan bên trái không? Đó, tích hợp xi nhan mà. Bên phải nè, thấy không? Đúng không? Có xi nhan đúng không? Đèn mới mà, chưa đi đâu đứt được. Thấy không? Đó, bây giờ mình bóp thắng nè. Có đèn không? Có đèn đúng không? Đúng không? Có không? Không có hả? À? Giờ lại thắng chân. Rồi, xong luôn. Sau đây các bạn. Cái cùm RCS của nó là hồi trước mình bán cho nó là không có cái top tay,
rồi gặp thì mới gác chân, mình bán cho nó là không có cái tớp chân luôn. Nên là cuộc đời này nó chó đẻ ở chỗ là nó không có hai cái tớp chân tay, nên là nó không có đèn thắng mấy bạn. Giờ mình chỉ có nổ máy thôi, mà nổ máy cũng đâu có được, tại vì hiện tại là cái đèn nó sáng vậy rồi, nó phải có cái tớp tay tớp chân thì nó mới sáng được các bạn. Quá buồn mấy bạn. Cái đèn này khoảng tầm 350 các bạn. Nói chung là đẹp hay xấu thì tùy theo mắt của mỗi người nhìn thôi, chứ mình thấy là nó là super market rồi, không còn gì để chê nữa rồi. Này là sáng không tì vết luôn nha. Rồi cái kế tiếp, cái cuối cùng mình đã lên cho nó là cái gì, cái nắp nhớt Gillette Tooling. Đây này, cái nắp nhớt, cái nắp nhớt này là nó cũng trần ai khoai cũ các bạn. Mình đặt ở bên Anh á, nó đi không biết đi bằng cái đường gì mà đi 3 tháng trời nó mới về ở đây, có 1 triệu mấy bạc. Rồi trong đó ở đây người ta bán có 1 triệu 6 mấy chục ngàn, nó không mua, nó thích đi vòng quanh thế giới Ajinomoto. Nó kẹt ở chỗ Ai Cập á, mới về hôm qua luôn. Rồi thôi hạ xuống đi. Trời, nắp xăng nữa hả? Nó mua thiếu nhiều vậy, để mình hạ cái đầu xuống. Rồi trời đây này, nắp xăng mới lên sao luôn, TWM, hàng đồ chơi ha. Cái này mấy bạn có thể là dùng một ngón tay chọt nhẹ xuống cái mà dặn nó cũng được nha, nhưng mà mấy người phải có kỹ thuật nha. Còn mấy người không có kỹ thuật đà, mấy người không có kỹ thuật là phải dùng hai ngón đè xuống cái dặn ít lấy lên. Thấy không, vô quán cà phê là nhớ, dù mình vô quán cà phê mình dặn cái nắp xăng mình bỏ túi trước đi, chứ không thôi để đây là mấy ông nội kia mấy không hay ăn cắp lắm. Mấy ông nội mà giống xài nắp xăng mà giống à. Cái đế trên đây là nó sẽ xài chung với nhau mấy bạn, còn cái đế dưới là xài riêng. Mỗi thùng xăng là nó sẽ khác nhau nha, có thùng xăng 6 lỗ, thùng xăng 8 lỗ, thùng xăng 10 lỗ. Thấy không, chứ còn cái này cái đế, cái nắp rời nè là xài riêng hết các bạn. Những ông nào mà thiếu bắt đầu là vô quán cà phê ta thấy là cái đầu đẹp đẹp đó, bắt đầu mấy ảnh nhấn nhẹ, ồ hết rồi, một đẹp quá ha, nhấn nhẹ cái bỏ túi này lè, thấy không, đó này nhanh lắm. Bởi vậy mấy mốt mấy bạn chơi mấy cái hàng mà có khóa của Ducati rồi á, mình không biết cái hãng nào, tại vì Ducati mình ít dọn, mình không biết hãng nào, nhưng mà nó có một cái chìa khóa tròn riêng của nó nữa, chọt vô quấy nó mới lấy ra nắp xăng được đó. Để này nháy ấy, đó bỏ túi đó, ngại liền. Hồi trước mình đã từng thử nhưng mà không thành. Giờ hiện tại là cái bô của nó đang đi BO Akago gây họng 60 này, nó nằm ở bên hông. Thì mấy bạn hỏi tại sao mà R1 cái chê mà R1 quá cứu mà đi không đi hai cái bô cặp hông, hai bô đúc ít mà đi bô cặp ở bên hông, thì nó đơn giản là gì các bạn biết không? Đơn giản là cái dàn áo này mai mốt nó sẽ không đi cái dàn áo giống như vậy nữa, mà nó sẽ đi cái dàn áo ray, có nghĩa là chế giống như con M1 á, cái đuôi nó phù ra, cái bô nó kéo dài lên tí xíu làm cái bát titan nối tựa trong cái gầm đi ra, thấy không? Dàn áo là chế bích đầu bích ít luôn, chơi hai cái đèn gương cầu nhỏ xíu nằm ở dưới cái phuộc á, chỉ ra chủ yếu là mấy anh em đi cà phê thông dong nhẹ nhẹ từ Sài Gòn ra tới Phan Thiết đi cỡ 15-20 phút về thôi ha, mình đi YouTube á. Đó, mấy bạn nói là cái máy Rodland của mắt cú thì nghe nó giống như là mấy thằng một máy hai máy. Bây giờ mình sẽ nổ cho anh em nghe thử coi là nó nghe giống như mấy máy nha, chứ mình là mình có biết bao nhiêu máy đâu. Mình sẽ chỉnh qua cái mốt B. Cái mốt B thì nó sẽ nghe nó ồn, nó sẽ chậm cái nước ga hơn tí xíu. Còn cái mốt A là dặn cái đã táp liền luôn. Dạ, mấy bạn nghe thử coi. Nói chung mấy bạn ở ngoài mấy bạn dặn, mấy bạn qua đây nào, mấy bạn dặn cái tay ga mấy bạn biết liền cái gì. Được không?
dặn cái ống ra nó hơi hồi về, bắt đầu là cái tiếng bô nó mới ra. Đó, bây giờ mình thử cái mod Estanda nè. Mod Estanda là mod trung bình mấy bạn. Đó, là nó hơi nhanh đi xíu. Không. Các bạn sao kêu là mình đẹp bô hiền quá. Xe này xe của người ta, trai cha, khách đằng sau lưng á là mod A nè. Không, là dặn là có cảm giác là cái xăng nó xuống liền mấy bạn. Rồi, mình sẽ giao hàng cho Lưu Chính Nghĩa. Thì cái combo mà cho cái option thiếu ngày hôm nay thì đâu đó cũng khoảng tầm công cán vô dầu thắng Rambo, rồi công lấy gió đâu đó khoảng tầm 500.000 ha. Rồi hai đầu ơ thái là khoảng 350, một đầu là 700.000 là chạy ra 1.2 rồi. Nắp nhớt kêu led 1.750 là chạy ra là khoảng là 2.9 rồi. Rồi đèn tích hợp xi nhan 3.500.000, lại 4 con ốc titan, mỗi con là 180, là chạy ra là sơ sơ là cũng hết vài triệu, là mới combo rồi nhẹ nhẹ thôi. Rồi chưa tính cái cặp mâm mình sơn lại màu đen bóng với lại làm tem nữa, thì đâu đó nó cũng khoảng tầm 1.500.000 ha. Rồi mấy bạn thấy thử coi cái combo lần này mà mình lên thì có ổn hay không. Thì cái con xe này thì tương lai nó sẽ là một con bản ray. Tương lai nó sẽ qua bản ray, từ vì do là của em là cũng là gọi là chơi dạng già lên từ từ nên là cũng không có đủ kinh phí mà dồn một cái một mà lên là giống như mấy idol được. Thì em nó cũng là dân biker chơi mod, em cũng đang học đại học RMIT nên là cũng từ từ, nói chung là đi học chấp giá để nuôi đam mê ha. Bởi vậy nó càng chơi xe là mình càng khổ, từ đó nó chơi thiếu mình mà. Rồi ok anh em, cảm ơn anh em đã click vô coi hết cái video của mình. Đối với những bạn nào mà lần đầu tiên xem kênh của mình, đừng quên like và subscribe chia sẻ của mình nha. Giờ mình là Mr. Ken 79. Bye bye.